Một lần nữa chúng tôi xin được thân ái kính chào tất cả quý vị đã đến với chương trình 70 năm kỷ niệm, 70 năm võ nghiệp và 55 năm ngày cưới của Grand Master Võ Sư Văn Bình và Phu Nhân. Từ năm 1956 đến nay, ông đã trực tiếp huấn luyện trên 70.000 môn sinh khắp thế giới và nhiều ngàn đai đen các môn Taekwondo, Judo, Aikido, hợp võ đạo cùng hàng trăm master khắp nơi.
sau 1975 đến nay, trong đó có 5 người con của ông. Người con thứ trưởng đó là Lan Văn Bình Võ, thứ trưởng Văn Bình Self Defense Academy, để thất đẳng Phở Võ Đạo, để lục đẳng Taekwondo, để nhị đẳng Aikido, để nhất đẳng Judo, và tốt nghiệp cử nhân thương mại và kế toán. Next we'd like to invite Bruce Bending, fourth Dan Aikido, fourth Dan Taekwondo in Unified Martial Arts, U.S. Air Force Dennis Captain. Bruce Bending, đệ tứ đẳng Taekwondo và Hợp Võ Đạo, cũng là nha sĩ đại úy không quân Hoa Kỳ. Next we'd love to have Kim Mai Van Binh come up. The fourth Dan Taekwondo, Unified Martial Arts, first Dan Aikido, Master in Physical Therapy. Kim Mai Van Binh, đệ tứ đẳng Taekwondo và Hợp Võ Đạo, đệ nhất đẳng Aikido, tốt nghiệp thạc sĩ Master Vật Lý Trị Liệu. Next we'd like to have Quoc Van Binh come up. Fourth Dan, Taekwondo and Unified Martial Arts, U.S. Marine Captain, Doctor of Emergency Medicine. Quoc Van Binh, đệ tứ đẳng Taekwondo và Hợp Võ Đạo, là bác sĩ đại úy thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, bác sĩ y khoa cấp cứu. And last we'd like to have Lee Van Binh come up. Fifth Dan, Taekwondo, Unified Martial Arts and Bachelor of Architecture. Lee Văn Bình, huy lực đai để đồng đẳng Taekwondo và Hợp Võ Đạo, tốt nghiệp cử nhân kiến trúc. I can give everybody a round of applause, please. Và kính thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để đón chào Grand Master Võ Sư Văn Bình cùng phu nhân. Một tràng pháo tay một lần nữa cho hai người đẹp nhất và hạnh phúc nhất đêm nay, nhân ngày kỷ niệm 70 năm võ nghiệp và 55 năm ngày cưới của Grandmaster và phu nhân Văn Bình. Sân Tân Sơn Nhất, mà có một sự trùng hợp là 15 năm sau
tức là 1975. Cũng tại nơi đây, chúng tôi đã may mắn được vào DAO và được trực thăng của hạm đội 7, 7 Fleet 7, cho lên trực thăng và trở ra lễ thất hạm của Mỹ, và từ đó được sang Mỹ. Cũng như là một phần, một số đông quý vị đây có những may mắn tương tự như tôi. Cũng nhờ cái thế lá này mà năm 1962, khi phái đoàn Taekwondo sang Việt Nam để truyền bá Taekwondo, thì tôi tự đến gặp và tôi tự giới thiệu và tôi đưa cái hình này cho ông trưởng phái đoàn coi, là ông Master Nam Tehi, và ông rất là thích thú. Ông hỏi ai dạy tôi? Tôi bảo tôi học các ông, nhìn rồi tôi bắt chước, tôi học hót tiếng Việt Nam mình học hót. Thì không, rất là thích thú. Do đó tôi đã mời quý vị đó về trường võ của tôi, và các ông đã đến và đồng ý coi cái biểu diễn, xong rồi nhận tôi làm trò đầu tiên. Xong đó thì nhận tôi vào trường Thủ Đức học luôn cùng với lại các khóa sinh Taekwondo ở trong quân đội, và một năm sau tôi đã được tốt nghiệp Taekwondo hiện nay mình nhất rằng. Đấy là cái điều như tôi, nhiều người hỏi tôi mà thật sao mà ở với võ lâu thế mà không chán nản. Người ta 75 tuổi là, 65 tuổi là hồi hưu rồi, mà tại sao anh ở lâu thế? Năm nay là 82 tuổi mà tôi vẫn còn tiếp tục. Bởi lý do duy nhất đó là tôi đã không đủ sức, mặc dù 11 tuổi nhưng tôi không có đủ can đảm, không có kỹ thuật đủ để mà đánh pháp, để mà bênh vực cho cha tôi phải bị bắn chết trước mặt tôi. Thưa quý vị, thật ra có nhiều điều muốn nói, nhưng mà một điều duy nhất là xin cảm ơn quý vị một lần nữa đến đây hôm nay, và chúc quý vị có một đêm vui vẻ và sẽ có món ăn ngon của nhà hàng. Đồng thời sau đó là khiêu vũ của chúng tôi ban nhạc đây. Nhân tiện chúng tôi xin được phép giới thiệu một số anh em của tôi. Vâng, xin quý vị một tràng vỗ tay cho Grand Master Văn Bình. Xin mời Master Văn Bình lùi lại một bước và để tiếp tục chương trình.